nhà cây mai vàng khi đầu hồng thắm tươi. Chúc cụ già đi sống lâu sống hồng, còn cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc mọi người sẽ gặp lành Tết sau đường nhiều lòng hoàn Tết ngày. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và đôi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Với một cái hệ thống âm thanh ánh sáng sân khấu tốt nhất từ trước đến giờ, hy vọng sẽ mang đến cho những quý vị khán giả của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC được những cái chương trình nghệ thuật đặc sắc và hấp dẫn nhất. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan, tiếng pháo vui vang đón đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tô đẹp thêm. Quý vị khán giả sẽ có những khoảnh khắc thực sự ý nghĩa trên sóng VTC dịp Tết này. Hãy đón xem cùng Vui Tết Việt trên VTC. Đón xem cùng Vui Tết Việt với Nguyễn Hằng nha. Cùng Vui Tết Việt bắt đầu từ 6 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2019, tức ngày 30 Tết, đến 24 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2019, tức ngày 3 Tết, trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và ứng dụng VTC Now. Cùng Vui Tết Việt, xem Tết truyền thống, sống Tết hiện đại.